Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thiện lễ con xin kính chào toàn thể cô bác anh chị. Thưa cô bác anh chị, thì qua nhiều ngày thì cái cô giữ chúc này vẫn tiếp tục lên là phỉ báng sư Minh Tuệ và có những cái lời lẽ mà thậm chí là rất là thô tục. Là cô nói nhiều cái vấn đề mà rất là bức xúc cho một cái người tu hành như sư Minh Tuệ. Và cô còn gắn ghép nhiều điều mà nó rất là vô lý. Cô gắn ghép là bây giờ là sư Minh Tuệ là cái bọn phunro, là lính của Obama đó, thì là những kẻ phản động mà đã rồi đã tổ chức, mà ở Việt Nam chúng ta mà có một cái top mà người mà đợt rồi mà đã làm nên một cái sự việc mà dùng súng, dùng vũ khí đâu đó mà đã hành xử chính quyền Việt Nam chúng ta là cái đồn công an nào đó ở Việt Nam. Thì hôm nay cái cô diệu trúc này tiếp tục vẫn còn nói những cái vấn đề này mà gắn ghép là cho sư Minh Tuệ và tất cả quý vị Phật tử, mà những ai mà yêu quý kính mến thầy Minh Tuệ. Và cái điều đặc biệt hơn nữa là cái cô này hôm nay cổ còn nói thêm những cái vấn đề này nữa. Đặc biệt cổ có lôi tên ra những cái kênh YouTube mà những người mà người ta yêu mến sư Minh Tuệ đó, người ta đã lên tiếng để người ta bảo vệ sư Thích Minh Tuệ, là như kênh của Anh Tâm Chánh Pháp và An Khang 66 và tiến sĩ Nguyễn Thí Dũng gì đó, là nhiều lắm, nhiều cái kênh lắm. Thì con cũng mong Anh Tâm Chánh Pháp và tất cả những cái kênh mà được cái cô Diệu Trúc này đó kêu tên đó, thì hãy vào nghe. Mà hy vọng các anh đó cũng nghe rồi các anh phản bác lại những cái lời của cái bà này vu khống mấy anh nha, và nói mấy anh thậm tệ. Trước tiên thì nói sư Minh Tuệ đó, thì bây giờ cô lại kêu tên cho những cái kênh YouTube mà đã từng phản bác lại với các anh. Thiện lễ con xin mời tất cả quý vị Phật tử và những cái kênh YouTube mà những cái kênh mà lên phản bác về binh vực, về cái lẽ phải, nói về những cái sự thật mà bảo vệ cho sư Minh Tuệ và những cái người mà tu hành chân chính đó, thì cái bà này bả lôi tên ra, bả xúc phạm. Thì con mời cô bác anh chị và các kênh YouTube là như Anh Tâm Chánh Pháp, An Khương 66 và các cái kênh YouTube kia mà mời vào nghe cùng con nghe. Tâm rồi, có nghe chưa? Có kêu tên mấy anh trên cái kênh của cô Diệu Trúc Vlog này nghe, là mong qua cái kênh của Thiện Lễ thì mấy anh vào xem mà vào nghe để biết cái cô Diệu Trúc này đã kêu tên mấy anh ra rồi, những người bảo vệ cho sư Minh Tuệ. Đây còn những cái gì mà cô này cổ nói về sư Minh Tuệ thì cái nó rất là nhiều, cho nên là Thiện Lễ không có thể cho cô bác nghe lại được hết.
Thiện Lễ chỉ lên chia sẻ đây cho những cái kênh YouTube mà kênh YouTube lớn đó, như mấy anh mà bảo vệ cái chính nghĩa đó. Thiện Lễ cũng đã từng nói lên trên cái mạng truyền thông này, cũng nói mấy lần là có nói những cái người mà bảo vệ những cái người tu hành chân chính đó, Thiện Lễ rất là nể phục và thán phục. Thì Thiện Lễ cũng có nhiều cái video Thiện Lễ lên, Thiện Lễ nói đó là Thiện Lễ rất là quý cái anh Tâm Chánh Pháp này và cái anh An Khương 66, An Khang 66 và cái anh mà Chiến Đồng Tháp đó. Thì những cái kênh này thì nhiều người thì cho rằng là chống phá, nhưng mà sự thật đây là những cái người mà ta dám nói lên, những ta phản biện lên những cái vị mà tu hành mà còn cái tâm không có từ bi đó, làm ảnh hưởng đi những cái người tu hành khác. Thiện Lễ cũng đã nói nhiều lần, cho nên những cái kênh này, những cái anh này là Thiện Lễ rất là quý. Tại vì còn một cái kênh của cái anh đầu chọc vlog cũng vậy, Thiện Lễ rất là quý những cái người mà dám nói lên cái những cái việc làm mà những cái người mà tu hành mà sai trái, mượn cái áo để tạo cái đời đó, mà làm đi cái hình ảnh nó không còn đẹp trong lòng đại chúng, mà làm cho cái người Phật tử người ta quay lưng với chùa chiền và hiểu nhầm đi. Tất cả mọi người tu hành trên cái đất nước Việt Nam này đều là như vậy. Cho nên Thiện Lễ con muốn nói lên những cái tiếng nói của cái lòng mình, và Thiện Lễ rất là ủng hộ các cái kênh YouTube này, tại vì những cái kênh này nói nhiều cái vấn đề mà chính Thiện Lễ con cũng cần nên để học hỏi. Tại vì mình tuy rằng con là cũng bây giờ con đã về con tu hành như vậy là cũng như là cái người tại gia rồi, thì con có cốc có am nhưng mà cũng như là cái người tại gia rồi. Tại vì mình không ở chùa nữa thì mình về đây là mình là cái người tại gia, nhưng con rất là quý trọng những cái vị tu hành mà còn hiện tại ở trong chùa chiền mà làm được nhiều cái việc việc thiện phước cho đời và cho bà con cộng đồng Phật tử. Và những cái kênh này, cái kênh YouTube này á, thì bảo vệ về cái chân lý, về cái lẽ phải, cho nên con rất là quý trọng. Thì khi con nghe được cái cô Diệu Diệu Trúc này, cậu nói, cậu phát ngôn ở trên đây mà cậu chửi thầy Minh Tuệ đó. Cậu chửi thầy Minh Tuệ là cái thằng bả gà, là cái vấn đề này cậu đã phát nhiều cái kênh rồi, cậu đã nói rồi. Kêu sư Minh Tuệ là cái thằng bả gà rồi. Con người hôi hám, nó thua con chó, nếu mà so nó với con chó là còn làm ô danh con chó, là cô ác biết nó nặng nề như thế nào không. Mà cô này dùng cái ngôn từ thì nghe nó rất là phản cảm. Cô này bây giờ là gắn ghép sư Minh Tuệ á, là lính của ông Obama, là một cái người phản động từ của Fulro đưa về Việt Nam để tổ chức cái cuộc phản động chống phá chính quyền để giành nước Việt Nam. Rồi cô này còn nói đó là những cái người mà Phật tử mà lúc trước mà sư Minh Tuệ, khi mà sư Minh Tuệ đi đó, thì những cái người Phật tử đó tung hô đó là trong cùng cái đồng bọn chống phá chính quyền, chống phá nhà nước. Và cô này còn nhắc một cái tên mà của một vị thứ trưởng là của Bộ Ngoại giao của Việt Nam chúng ta, là ông Nguyễn Thanh Sơn. Cô này nói cũng cũng dùng những lời mà thóa mạ cái vị này. Cho nên con cũng hy vọng á. Rồi cô này còn nói những cái vấn đề là có những cái vị mà làm chính quyền, những quan chức mà đến đảnh lễ sư Minh Tuệ là những cái người đó cái đầu họ không có cái não, không có cái trí thông minh. Thì cô này cổ nói giết rồi luôn chính quyền, cổ cũng nói luôn nữa, cổ cả những vị mà ta làm việc của cơ quan nhà nước mà cổ cũng nói luôn cả những vị chức sắc trụ trì chùa mà đến đây khi mà gặp sư Minh Tuệ mà đảnh lễ mà hỏi thăm sư Minh Tuệ gì đó, thì cô này cũng dùng những cái lời như vậy. Thì qua cái mạng video của con thì con cũng hy vọng cô bác anh chị và tất cả mọi người hãy vào cuộc. Và nhất là cô này nói là đến vào cái ngài thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam chúng ta là ông Nguyễn Thanh Sơn đó.
Cho nên là con cũng hy vọng là cái thứ trưởng lên cái vào cái kênh của cái bà này, hoặc thứ trưởng xem là coi coi là cái bà Diệu Trúc Vlog này đó, là cổ đầu tiên cổ chữ Sư Minh Tuệ, rồi tới bắt đầu lôi tên thứ trưởng và cùng tất cả các cái quan chức mà đã từng đến gặp Sư Minh Tuệ đó, là cổ dùng những cái lời lẽ mà nghe là không có nghe rất là phản cảm ở trên cái mạng truyền thông này. Cổ nói là cái đầu không có cái não, những cái vị đó đó nó thông minh mà không không phải là thông minh. Sau đó cái những cái cô lời cô này nói rất là nặng nề, cho nên con cũng mong tất cả các vị cộng đồng mạng hãy đưa tin mà hãy vào xem cái video của cái Diệu Trúc Vlog này đó đó, để biết cái bà này bà xúc phạm là không còn người nào bà không xúc phạm. Sư Minh Tuệ thì chửi thua là một cái con chó, cộng đồng Phật tử thì nói là gắn ghép là phản động, ông Minh Đạo á, thì giả vờ để nuôi vài chục trẻ em để đứng ra để dẫn dắt Phật tử, dụ dỗ Phật tử đem lại cúng dường đó. Bây giờ mà cúng dường không được rồi, rồi nói nhiều lắm, nói Sư Minh Đạo thì bây giờ là hôm trước rằm tháng 7 đó, là cô bác người ta đem lại cái gạo để cúng chùa đó, thì Sư Minh Đạo là khi cô Phật tử về thì đã kêu cái thương lái gì đó lại đang bán cái gạo đó đi rồi. Cô này đặt nhiều cái chuyện, nhiều cái vấn đề mà mình thấy là nó phi lý. Rồi bây giờ còn nói là yêu cầu giáo hội, yêu cầu chính quyền là phải không cho Sư Minh Đạo để nhận cái tiền tiền này tiền kia gì đó là rất là nhiều. Cho nên cái cô này có nói cái video của cổ rất là dài, cho nên con hy vọng á, qua cái kênh của con á, hy vọng cái lời của con nói á, mà những cái lời cô Diệu Trúc này nói khi nãy trong cái kênh của con đó, thì hy vọng á, anh Tâm Chánh Pháp, anh An Khang 66 và mà cùng tất cả các cái vị kia đó mà được cái cô Diệu Trúc này lôi cái tên lên mà để nói để thóa mạ đó, thì có những cái lời mà cô này nói quá như thô tục, cho nên con không có thể con đưa lên trên trong cái kinh con được đó. Cho nên con hy vọng mọi người hãy tìm nghe rồi xong xuôi hết trơn á, rồi hãy tìm cái cô này, tìm cái cô này để cảnh tỉnh cổ. Là khuyên cổ đừng có lên cái mạng truyền thông này. Bây giờ cổ nói luôn cả chánh quyền rồi, nói luôn cả thứ trưởng rồi đó. Cái thứ trưởng mà còn nói là thứ trưởng là bị cái gì đó đó, nói rất là kỳ cục mà nói rất là phản cảm trên cái mạng truyền thông này. Con hy vọng qua cái video này thì con hy vọng chánh quyền tất cả các mạng truyền thông hãy vào cuộc mà đến tìm cô này ngay, vì cô này mà coi không ai ra gì hết đó. Cổ làm như cái đất nước Việt Nam này là của cổ đó, cổ là một vị vua hả, một vị hoàng hậu hay là một vị nữ hoàng gì đó, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, không ai dám làm gì cổ hết. Cổ thách thức mọi người đó, cho nên cô bác hay xong qua cái mạng truyền thông mà cổ dám nói như vậy, thì cô bác nghĩ coi cái cô này là ai, ai chống lưng cho cổ, cái người chống lưng của cổ là cái gì trên cái đất nước Việt Nam này. Mà cậu này muốn nói sao, cậu nói là cậu nói tới luôn cả cái người chính quyền người ta mà cũng vẫn còn nói nữa, thì cô này là ai, cô này là cái gì trên cái đất nước Việt Nam này đó. Cổ lãnh đạo đất nước Việt Nam này hay là cổ là trong cái đường dây gì, ai chống lưng cho cổ để cổ dám lên nói lên những cái vị mà người ta làm việc trong cái đất nước Việt Nam này đó. Mình là cái người dân sự thì mình đâu có cái quyền nào mà mình nói lên trên mạng truyền thông là mình phỉ báng luôn cả những vị đó. Đầu tiên thì phỉ báng cái Sư Minh Tuệ, rồi phỉ báng bà con, phỉ báng cộng đồng, phỉ báng tất cả các vị Phật tử yêu mến Sư Minh Tuệ, rồi nói luôn cả những chánh quyền, những vị chức sắc trụ trì chùa mà đến mà khi mà gặp Sư Minh Tuệ trên đường hay gì đó đảnh lễ hay là hoặc như thế nào đó thì cổ cũng nói hết luôn. Cậu nói những người đó là cái đầu không có não, óc không có óc thông minh, sau đó rồi phải làm như vậy để rất là nhiều cô bác ơi. Cho nên là con thì không có thể nói đi nói lại những cái lời bà này nói được, cho nên con hy vọng cô bác hãy vào cuộc
cô bác ơi, vào cuộc cùng tiếng nói, cùng chung chí hướng, mà chúng ta hãy cảnh tỉnh cái cô Diệu Hân này. Và con cũng hy vọng qua cái kênh của con thì Anh Tâm Chánh Pháp và các cái kênh mà được cái bà này bà lên tiếng bà kêu đó, kêu tên đó, thì các anh các chú hãy vào cuộc để mà phản biện lại cái bà này, để cái bà này bà nói những cái vấn đề nó sẽ không hay đến mọi người, mà bà gắn ghép cho mọi người nhiều cái việc, nhiều chuyện lắm. Cuối cùng thì con cũng mong cô bác hãy vào kênh của con mà để xem cùng con, hãy có tiếng nói chung để giành lại cái chuyện công bằng cho cái người tu hành chân chính, và giữ cái đạo Phật của Việt Nam chúng ta được mãi mãi trường tồn, và binh vực những cái người tu hành chân chính. Vì đất nước Việt Nam chúng ta có rất là nhiều chùa chiền, rất nhiều vị sư thầy mà tu hành chân chính trang nghiêm, có nhiều chùa là làm nhiều cái việc thiện ích cho cái đất nước này. Con mong cô bác hãy vào mà xem, mà vào chia sẻ. Cô bác nào mà chưa có đăng ký kênh của con thì nếu cô bác có lướt qua thấy thì cô bác vào xem, và hãy bấm cho con xin một cái nút đăng ký để cái kênh YouTube con càng ngày càng lớn mạnh, để con tiếp tục lên có tiếng nói để giúp ích cho cái người mà tu hành chân chính. Đó. Rồi cuối cùng con chỉ đăng một cái clip ngắn để nói cho tất cả cô bác, anh chị và bà con nghe được, hiểu được bà Diệu Trúc này, bà nói những cái vấn đề như vậy đó. Thì con mong cô bác xem kênh, hãy bấm cho con, chia sẻ kênh cho con, và hãy để lại bình luận. Thiện lễ con xin chào bà con cô bác, và xin kính chúc bà con cô bác một đêm ngon giấc, vạn sự an lành, thân tâm đều an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.